Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm qua, chúng tôi đã thông tin về sự cố y khoa hy hữu, trẻ sơ sinh bị rách đầu vì bác sĩ sơ suất khi mổ đẻ. Sự cố này xảy ra ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quỳnh ở đa khoa Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Chưa dừng lại một số sự cố khác xảy ra đồng thời ở bệnh viện này. Một em bé sơ sinh tử vong, 5 ngày sau người mẹ cũng không qua khỏi. Sau 5 ngày được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu, sản phụ HTM không qua khỏi. Người nhà đã đưa thi thể chị M quay lại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ. Đến 10 giờ 30 sáng nay ngày 23 tháng 11, rất đông người thân của sản phụ HTM, 27 tuổi, ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tập trung tại nhà xác bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của chị M. Theo báo cáo của bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, nguyên nhân ban đầu được chuẩn đoán là nghi do tắc mạch ối. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận thai phụ mờ, chẩn đoán thai 39 tuần tuổi, chuyển sinh. Đây là lần sinh thứ 3 của thai phụ này, hai lần trước sinh thường. Khoảng 11 giờ 30 phút, sản, thụ, sản phụ tỉnh, mạch huyết áp ổn định, tim thai là 140 lần một phút và được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy. Và đến 12 giờ 40 phút thì sản phụ đang dặn đẻ, tim thai là 110 đến 140 lần một phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Và ngay lập tức các bác sĩ xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai, nhưng khi lấy thai ra khỏi mẹ thì bé trai hơn 3 kg, ngừng tuần hoàn và tử vong. Đến chiều cùng ngày sản phụ mờ được chuyển lên bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Và hôm nay ngày 23 tháng 11, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do một phó giám đốc sở sẽ trực tiếp làm việc với bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để ra soát chấn chỉnh là hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt tại khoa sản trong khi một ngày xảy ra hai sự cố liên quan đến việc sinh mổ của các sản phụ.